Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng, kênh 2, chiều thứ sáu ngày 12 tháng 1 năm 2024, từ thành phố Hồ Chí Minh. Có một người gửi cho tôi một đường link, nói tôi hãy xem và xem thử có giúp được người phụ nữ này hay không. Tôi có xem và tôi cũng băn khoăn, không biết tôi có giúp được hay không. Vì người phụ nữ này cho một người mượn 3 chẹo, 3 triệu tiền Việt Nam đó, 3 chẹo. Một người ở đây là phe chống đối tôi, mà theo bác ở Cao Bằng á, thì đó là cây cao bóng cỏ. À, cây cao bóng cỏ ngày nào cũng dành 6-7 tiếng lên trên mạng mấy tuần này liên tục tấn công bác Cao Bằng. Thì bây giờ bỗng dưng có người, một người phụ nữ lại lên tiếng yêu cầu là cái bác cây cao bóng cỏ đó trả lại 3 chẹo. Thì tôi không biết làm sao tôi giúp được hay không. Tôi tả cái nội dung mà tôi nghe clip thôi, chứ còn tôi không muốn gửi đường link. Tôi tả cái nội dung đó. Ơi bác ơi, bác trả lại cho cháu 3 chẹo đi. Bác nhớ không, lúc bác gọi cho cháu để mượn 3 chẹo đó, thì bác nói dễ thương lắm, than khổ lắm, bác nằm liệt giường rồi. Bác nói giờ không ai giúp đỡ bác hết, bác khổ vô cùng. Bác kêu cháu, cháu là nơi nương tựa cuối cùng của bác, nên cháu mũi lòng thấy bác sai thế, nằm như thế đau đớn, cháu mới rủ lòng thương. Cháu tuổi con tuổi cháu của bác là cây cao bóng cỏ, cháu đã nhanh nhẹn gửi cho bác 3 chẹo rồi, nhưng bây giờ sao mà mời bác trả lại cái số tiền 3 chẹo đó, nó khó quá đi. Cháu gọi bác nhiều lần lắm rồi mà không được. Bác đừng có để cho mình sai thế rồi nằm liệt giường, thì đừng để 3 triệu trở thành bác suy tư sai thế thì bác mất nhân cách, liệt nhân cách cho bác. Cây cao bóng cỏ, nhớ trả lại cho cháu 3 chẹo. Bác đừng có bắt chước cái tên trộm hôi bên phía kia, nó hôi lắm, nó đòi mượn cái bà gì đó mấy chẹo mà nó cuối cùng nó cũng trốn luôn. Có 3 chẹo thôi bác ơi, nhân cách của bác nằm chỉ có 3 chẹo vậy thôi hả bác? Bác ơi, bác là cây cao bóng cỏ, muốn để lại tấm gương cho con cháu, sợ con cháu không hiểu gì về lịch sử. Bác làm như thế thì mai mốt con cháu đánh giá bác như thế nào? Có 3 chẹo thôi, trả lại cho cháu đi. Bác cây cao bóng cỏ, đừng có mà liệt giường vì sai thế, thì đừng có liệt giường vì 3 chẹo mất nhân cách. Tội nghiệp cháu là phụ nữ, cháu làm khó khăn kiếm được chút tiền, thương bác nói khẩn cấp, cháu gửi cho bác khẩn cấp. Giờ cháu cần tiền lại, cháu yêu cầu bác gửi lại cho cháu. Bác trả cháu đi. Thay vì bác cứ lên trên mạng mỗi ngày 6-7 tiếng, bác la trời la đất, bác chửi người này người nọ, thì bác đi kiếm chút tiền lại trả lại cho cháu đi. Đừng để con cháu nó nói bác lê la trên mạng là để bác đi kiếm chỗ này chỗ nọ ăn tiền, cái thứ cũng ăn quỵt thôi, mất nhân cách, kỳ cục lắm bác ơi. Nhìn mặt thấy sáng sủa như vậy, vậy mà lại đi lừa dối gạt đồng tiền của con cháu có 3 chẹo à, trả lại cho cháu 3 chẹo đi. Đó là cái nội dung clip mà tôi nghe, nó gần gần giống như vậy. Đó là nội dung, còn ngôn từ thì
Tôi nói trại chút thôi nhưng mà cách là như vậy đó. Thiệt là mất nhân cách chỉ có 3 triệu tiền Việt Nam mà không trả cho người ta, lúc mà cần thì lạy lục hết nước. Lạy lục hết nước, người ta gửi xong bây giờ người ta cần lại cái số tiền đó. Tết nhất tới nơi rồi mà không trả lại cho người ta, để người ta lên người ta kêu như thế. Tôi không biết có thiệt hay không, phải không? Nhưng mà mạng xã hội thì như thế đó. Bây giờ thì hầu như là mạng xã hội ai cũng biết rồi. Cứ đóng vai nào là từng là đảng viên nè, nào là từng là cựu chiến binh nè, gia đình có công cách mạng, đủ thứ đủ sự hết. Giống y như tên trùng hôi vậy thôi. Nhưng rồi đã được cái gì đó, người ta tin tưởng chút xíu thôi là lợi dụng lòng tin của người khác. Mượn tiền, trên danh nghĩa là mượn tiền, nhưng thực sự đó là cách moi tiền rồi quỵt. Bẩn thỉu bệnh hoạn. Đúng rồi. Sai thế ở trên phương diện thể xác đưa đến cái liệt giường đó. Nhưng rồi bây giờ lại còn là sai thế về tư duy, mất nhân cách, liệt nhân cách. Nên là cái người gửi cho tôi đừng lên khỏi có giúp được cái gì cho cái người phụ nữ này không. Tôi thì không biết cái người phụ nữ này. Tôi không biết có giúp được cái gì cho người phụ nữ đó hay không. Chắc là tôi cũng la làng giùm thôi. Xem thử cái người đó còn có cái gọi là cây cao bóng cỏ đó. Là công nhận bác Cao Bằng dùng từ cũng thâm thúy thiệt đó. Việt Nam thì có câu cây cao bóng cả, thì bác Cao Bằng nói chạy chút xíu thôi mà mỉa mỉa nó đau thiệt. Cây cao bóng cỏ mà. Nơi cây đa cây cỏ cho người ta nương tựa, bây giờ nghe thấy buồn thiệt. Thôi thì cái bác đó đó trả lại cho người ta 3 triệu đi. Đừng để cho người ta gào thét ở trên mạng như vậy nữa nha. Thiệt là người tự nhận là đảng viên, là cựu chiến binh, gia đình có công với cách mạng, cả đời hy sinh cho đất nước, rồi mấy năm nay lên trên mạng xã hội lúc nào cũng tỏ bày là yêu nước, yêu đảng, yêu kính Bác Hồ, là người phải phấn đấu hàng ngày để mà sợ con em lạc đường lầm lối, phải bảo vệ lấy tư tưởng nền tảng của đảng để mà truyền lại cho con em, thì nhân cách lại như thế. Nhân cách thì bị một người trong ruột, những người thân tín đó, con cháu đó, đó là John Mũ Cối tiết lộ cho biết tại sao lại liệt giường, là tại vì đi chơi xài thệ. Đâu không? Chính người trong ruột tiết lộ ra chứ ai tiết lộ. Tôi cũng chả có biết, chỉ nghe trên mạng xã hội nói lại và do chính người trong ruột tiết lộ ra. Và bây giờ đó cũng lại là một trong những người thân thiết, một người phụ nữ thân thiết với bác. Kêu gọi rất rõ ràng, nếu bác nói là yêu nước, yêu đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng và nhà nước, sợ con em đi lầm đường lạc lối, thì hãy trả lại cho cái người phụ nữ thân cận đó 3 triệu đi. Đừng để cho người ta nói chỉ vì 3 triệu mà mất nhân cách, liệt nhân cách như thế thì liệt danh dự của mình. Cổ nhân có nói, cọp chết để da, người ta chết để tiếng. Để tiếng này là để tiếng xấu vô cùng. Và nhân cơ hội này thì tôi cũng lên tiếng. Đó là có những người bề ngoài rất là đạo mạo, lên trên mạng xã hội đóng vai là người yêu nước này nọ. Nhưng mà quý khán thính giả hãy cẩn thận khi mà họ nói đến đồng tiền. Vì đó là những chiêu trò của những kẻ hay lừa gạt người khác. Lên trên mạng lúc nào cũng vai đạo mạo,
nói về yêu nước hết. Nhưng rồi khi mà lấy được niềm tin của ai thì lạm dụng niềm tin đó. Lúc mượn tiền thì nói rằng sẽ trả lại tiền ngay. Nhưng khi mà người ta cần lấy lại số tiền đó vì lo một số việc thì bắt đầu là dở quẻ. Nên là hãy cẩn thận mạng xã hội. Ai muốn mượn tiền thì cứ làm theo đúng thủ tục. Và thời đại này thì có ngân hàng, có đủ thứ hết, thì nếu họ có uy tín, họ cứ qua thủ tục để tránh đi vừa mất tiền và vừa mất tình bạn luôn. Thật là đau lòng. Nên bác ấy ơi, trả lại cho người phụ nữ đó 3 triệu đi. Đừng để cho con cháu nói về bác chỉ vì 3 triệu mà mất nhân cách, liệt danh dự của mình. Đừng để 3 triệu đó người ta thay vì nói là cây cao bóng cả thì gọi là cây cao bóng cỏ, thì nhục lắm. Cái nhục này không có nước sông, nước biển nào mà rửa cho sạch đâu. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.